Xin chào, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về nhân vật Sói Bạc được ra mắt trong phiên bản 1.1 sắp tới. Như các bạn đã biết thì Sói Bạc đã bị nớt so với phiên bản trong beta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Sói Bạc sẽ có sự thay đổi như thế nào, liệu có còn xứng đáng để roll không. Bây giờ thì bắt đầu video thôi. Đầu tiên là chiến ký sẽ có sự thay đổi như sau. Đối với chiến ký này thì Sói Bạc sẽ gắn một điểm yếu vào kẻ địch. Thời gian duy trì sẽ bị giảm xuống từ 3 hiệp còn 2 hiệp. Tiếp đó là khi kẻ địch đã có điểm yếu đó thì sẽ không kích hoạt hiệu ứng giảm kháng. Cuối cùng là giảm kháng của kẻ địch sẽ bị giảm từ 16% xuống còn 10%. Đây có lẽ là chiêu thức bị nứt nặng nhất của Sói Bạc khi tất cả chỉ số đều giảm rõ rệt và cực kỳ nhiều. Tiếp theo là chiến ký sẽ có sự thay đổi như sau. Khi sử dụng tệt ký thì giảm phòng thủ của khoái sẽ bị nứt xuống từ 50% xuống còn 45%. Nhưng sẽ tăng sát thương của đòn tuyệt ký lên từ 350% lên 380%. Có thể nói đòn tuyệt ký này bị nớt nhưng không đáng kể. Về thiên phú của Sói Bạc thì sẽ có 3 loại debuff bị giảm. Một là buff tấn công giảm từ 15% xuống còn 10%. Hai là buff phòng thủ giảm từ 15% xuống còn 8%. Ba là buff tốc độ giảm từ 10% xuống còn 6%. Về năng lực thì bị nấc không dám kể, đó là giảm kháng của kẻ địch sẽ bị giảm từ 5% xuống còn 3%. Về tinh hồn thì sẽ có những sự thay đổi như sau. Đầu tiên là đổi vị trí tinh hồn 1 và tinh hồn 2 cho nhau. Thứ hai là giảm năng lượng hồi phục cho Sói Bạc từ 8 điểm xuống còn 5 điểm. Thứ ba là giảm kháng hiệu ứng của kẻ địch bị giảm từ 30% xuống còn 20%. Nhưng sẽ không giới hạn ở số hiệp. Cuối cùng là nón ánh sáng. Có thể đây là sửa đổi lớn nhất của Sói Bạc khi chỉnh sửa lại hoàn toàn khác so với phiên bản trong beta. Nón ánh sáng này sẽ có các dòng chính như sau. Đầu tiên là tăng chính xác hiệu ứng 24%. Tiếp theo là tăng 12% sát thương nhận vào khi kẻ địch bị dính debuff. Và cuối cùng là tăng 12 tỷ lệ bạo kích khi kẻ địch bị dính 3 debuff trở lên. Mình không biết 12% tỷ lệ bạo kích này có tăng cho nhân vật DPS không, bởi vì ở đây không thấy rõ. Nhận xét về Sói Bạc sau chỉnh sửa. Có thể nói sau đợt chỉnh sửa này thì Sói Bạc yếu hơn hẳn, nhưng mình vẫn thấy xứng đáng để roll. Ngoài ra những chỉ số mà Sói Bạc bị nớt thì được bù lại từ nón ánh sáng. Nên đấy có thể là động thái để MiGoGo khiến các bạn roll chấn. Như mình thì trước thông tin này mình chỉ muốn lấy Sói Bạc và bỏ qua chấn, bởi vì chấn nó không có tác dụng. Nhưng bây giờ thì mình phải suy nghĩ lại rồi. Ok, và video của mình đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hữu ích thì đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!